của bạn quá khủng. Tiếp tục vị trí dẫn đầu. Ăn mừng to hơn nhé. Thanh gióng bay lên cùng ngựa sắt, sóc sơn rực sáng ánh bình minh. Huệ thương huệ đời từng ngày, chờ tới minh tiệc trên tay tuyệt vọng. Sứ Thanh đất học giỏi giang, dinh vòng người quế vinh quang trở về. Người Hải Phòng ăn sóng nói gió, bước đến đây biến mọi điều từ không thành có. Ngay bây giờ quý vị có thể tham gia dự đoán thí sinh vô địch bằng cách soạn tin nhắn LPA cách X. Trong đó X là mã số thí sinh theo thứ tự nhất quý và gửi về 8069. Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong số khán giả dự đoán đúng để trao một phần quà trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Thí sinh nào sẽ chạm đến vòng nguyệt quế vinh quang? Xin mời quý vị khán giả đón xem câu truyền hình trực tiếp chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 ngay bây giờ. Những con quà của thiên nhiên là
sự bình yên là những câu chuyện người ta lớn lên nói ra những điều ta đang nghĩ khắc bao niềm tự hào ở trong trái tim là người con yêu nước luôn mơ ước sẽ không bao giờ ngoại trí vượt qua bằng cờ bay khắp trời bước lên những tầng cao cùng bạn bè bốn phương và chung tay vun đắp chung xây đất nước mãi thanh bình yêu lắm Việt Nam yêu lắm Việt Nam yêu lắm Việt Nam yêu lắm Việt Nam. Xin chào mừng quý vị khán giả thân yêu đang đến với trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Và chương trình của chúng ta đang được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Yêu lắm Việt Nam. Yêu lắm Việt Nam. Những câu ca vang lên đầy tự hào và thân thương. Thưa quý vị, yêu nước và khát khao cống hiến cho Tổ quốc là một lý tưởng sống cao đẹp mà chúng ta đang được chứng kiến ở thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay. Vâng, và trong những năm qua của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã mang tới rất nhiều những thành tựu đáng nể. Và ngoài ra, chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều những thách thức, đòi hỏi thế hệ trẻ phải luôn học tập, đổi mới và sáng tạo để nắm bắt lấy những cơ hội mà thời đại mới mang tới. Và các thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay cũng là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ ấy. Thưa quý vị thân mến, đến với trận chung kết quan trọng của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 lần này, chúng tôi rất hân hạnh khi được chào đón sự có mặt của các quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chí Đỗ Thanh Hải. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến với trường quay ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào mừng đến với trường quay về phía nhà tài trợ có ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Và cùng với đó là sự có mặt của các đơn vị đồng hành. Quý thầy cô trong ban cố vấn. Đại diện gia đình, nhà trường, bạn bè của 4 bạn thí sinh chung kết và đông đảo khán giả thân yêu của tất cả chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là khoảnh khắc mà chúng ta rất chờ đợi, màn chào sân của 4 thí sinh xuất sắc nhất đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 này. Xin chào đón các bạn đến với trận chung kết. Ở vị trí số 1 là Nguyễn Trọng Thành đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Ở vị trí số 2 là bạn Nguyễn Minh Chiết đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế. Thí sinh ở vị trí số 3 là Nguyễn Việt Thành đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Và hãy cùng chào đón bạn Lê Xuân Mạnh đến từ trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa. Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa được gặp lại 4 chàng trai ưu tú, những gương mặt rất điển trai và các bạn ấy đã để lại trong lòng quý vị khán giả rất nhiều những ấn tượng sâu sắc qua các cuộc thi trước đó nữa. Và bạn Nguyễn Trọng Thành đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng là một thí sinh có điểm tổng kết lịch sử 9,9, là người rất thích lắng nghe những câu chuyện lịch sử từ ông bà mình kể lại, thích đi thăm bảo tàng và thích đi thăm các khu di tích. Và ngoài ra thì thành tích của Trọng Thành trong các cuộc thi trước đó lần lượt là 260, 255 và 330 điểm. Và đó là những gì chúng ta đã biết về Trọng Thành ở sân khấu S14 này. Và ngoài ra, ở ngoài kia, ở lớp, ở trường, ở nhà, bạn ấy còn điều gì thú vị nữa? Hãy cùng xem những hình ảnh sau đây. Nếu bạn hỏi tôi, mục đích của việc học là gì? Tôi, Nguyễn Trọng Thành, người con đất Hải Phòng sẽ trả lời bạn rằng:
để hiểu và đóng góp cho sự phát triển quê hương mình trong thời đại mới. Học để chia sẻ với những người xung quanh. Học để cởi mở đón nhận mọi xu hướng hiện đại của tuổi trẻ. Học để trở thành niềm tự hào của chính mình và cộng đồng. Học để nắm bắt cơ hội. Và đó là lý do tại sao tôi yêu việc học. Và quan trọng nhất, với tôi, học là quá trình không ngừng nghỉ xuyên suốt thời gian. Hôm nay, tôi đứng đây để tiếp nối giá trị ngàn đời về sự hiếu học của mảnh đất đã sinh ra tôi. Thánh hiền xưa học điều chi, đã học thì nên nghĩ và suy, giàu khó giàu hàn cũng chẳng ngại, học cho đến thế mới nam nhi. Quý vị thân mến, vừa rồi là những câu thơ trong bài thơ Khuyến sĩ thi thư gửi sĩ tử của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và từ mảnh đất hiếu học, từ khu di tích lịch sử quốc gia đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Quý vị thân mến, tại đội cổ Hải Phòng, chúng tôi vinh dự được chào đón ông Lê Khắc Nam, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Và Trọng Thành ơi, không biết là bạn có nhận ra những gương mặt hết sức thân thương này không? Đó chính là gia đình, thầy cô, bạn bè đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Cùng với đó là rất nhiều các bạn học sinh là những người dân đến từ vùng đất cảng đến đây để cổ vũ cho bạn. Và bạn hãy yên tâm, trong cuộc hành trình đến với vòng chung kết sẽ có chúng tôi luôn ở bên bạn. Chúng tôi vô cùng tự hào khi bạn trở thành thí sinh lọt vào vòng chung kết với số điểm cao nhất. Hãy quyết tâm với sự nhiệt huyết và tinh thần hiếu học của người Hải Phòng. Và đó là những hình ảnh rất đẹp, rất náo nức đến từ đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại quê hương của Trọng Thành, Hải Phòng. Một địa điểm thể hiện sự hun đúc ý chí tinh thần và tinh thần hiếu học của người dân Hải Phòng. Và chúc cho Trọng Thành của chúng ta trong cuộc thi ngày hôm nay sẽ có thể thể hiện hết năng lực kiến thức của mình, nắm bắt lấy cơ hội để giành vinh quang. Và Trọng Thành ơi, em hãy nhớ câu nói mà mọi người đã dành tặng em, đó là Trọng Thành chiến! Vâng, và quý vị khán giả cũng có thể ủng hộ cho Trọng Thành là nhà vô địch của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 này bằng cách soạn tin nhắn OLPA cách 4 gửi 8069.
Và đứng kế Trọng Thành là một cậu học sinh rất đáng yêu. Xin được giới thiệu niềm tự hào của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế, Nguyễn Minh Chiết. Quý vị thân mến, Minh Chiết đã bước tới cuộc thi chung kết năm đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sau khi trải qua các vòng thi tuần tháng quý với những số điểm rất ấn tượng, 330, 305 và 290, rất ấn tượng đấy ạ. Và Minh Chiết còn có một khả năng ấn tượng hơn nữa, đó là bạn có thể học bài trong khi đang ngủ. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thêm những nét đáng yêu của cậu học sinh này. Với tôi, chinh phục đỉnh Olympia cũng giống như chơi một ván cờ vua vậy. Chiến thắng không phụ thuộc bằng mạnh hay yếu, mà phụ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ của bạn. Và nếu được chọn là một quân cờ, có lẽ tôi sẽ làm quân tốt, bởi đó là một quân cờ nhỏ bé nhất trong cả bàn cờ. Cũng giống như tôi vậy, chỉ là một học sinh bình thường trong ngôi trường Quốc học Huế, một ngôi trường có lịch sử 127 năm truyền thống với vô vàn thành tích trên các đấu trường học tập quốc gia và quốc tế. Với thành tích 6 năm lọt vào chung kết đường lên đỉnh Olympia, với tên hai nhà vô địch, trường tôi đã trở thành một trong những đặc trưng không thể không nhắc đến khi nói đến mảnh đất cổ đô Huế. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh lẫy lừng như cầu Trường Tiền, Đài Nội, chùa Thiên Mụ, Kỳ Đài và rất nhiều di tích lịch sử khác. Tuy nhiên, Huế không chỉ có những giá trị cổ kính đó, mà trong mắt tôi, Huế là một thành phố hiện với những cảnh quan hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng. Tôi hy vọng rằng bằng chính thực lực của mình, tôi có thể cống hiến điều gì đó để Huế ngày càng phát triển hơn nữa. Để làm được điều đó, tôi phải nỗ lực không ngừng để hoàn thiện mình. Từ quân tốt này, khi chạm tới điểm vinh quang, nó sẽ trở thành một quân cờ hùng mạnh. Đó cũng là quyết tâm của tôi trong trận đánh cuối cùng này. Và tôi là Minh Chiết, đến từ Thừa Thiên Huế. Don't be
giáo dục đào tạo, các thầy cô, các bạn học sinh và hàng ngàn người dân Huế. Huế chiến cố lên! Về bơi Huế, không gian trong ta không xa xôi. Về bơi Huế, bên bao ưu tư lắng lo, chúng ta yêu đời hơn. Và điều cuối cùng chúng ta muốn nói với bạn đó chính là về bơi Huế, quốc học Huế, dân công Huế quê. Vâng, đó là những hình ảnh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Và đây là ngôi trường đã chứng kiến những năm tháng học tập và đấu tranh rất sôi nổi của chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thành. Và đây cũng là nơi chắp cánh cho khát khao cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân của người. Và lịch sử đáng tự hào ấy đang được các thế hệ trẻ tại trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Thừa Thiên Huế noi theo. Và quý vị có thể ủng hộ cho cái câu bé ăn chí mà giỏi rửa hè Minh Triết của chúng tôi bằng cách soạn tin nhắn OLPA cách 2 gửi 8069. Vâng, và đứng kế bên Minh Triết bây giờ là thí sinh Nguyễn Việt Thành đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Và bạn Nguyễn Việt Thành đã trải qua các cuộc thi tuần tháng quý với số điểm lần lượt là 280, 310 và 325 điểm. Việt Thành là một thí sinh yêu thích lịch sử, thích bóng đá, có thể học một lúc 2-3 môn. Và ngoài ra sẽ còn một sở thích của chàng trai có khuôn mặt hơi lạnh lùng này có thể khiến quý vị khán giả bất ngờ. Nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp là nghệ sĩ. Nhưng với em, nấu ăn là... Thành ơi, nhớ cắm cơm giúp mẹ nhé. Chiều con đón em nhé. Tối bố mẹ về muộn con nấu cơm đấy. Nhớ trông em giúp mẹ đấy. Trong danh sách việc nhà hàng ngày mẹ giao, em thấy nấu ăn vẫn cứ là công việc dễ chịu nhất. Từ những món ăn bình dị, em như nhận ra bao dáng hình của quê hương mình. Hà Nội, nơi em đang sống, bao đời nay vẫn lưu giữ nét đẹp cổ kính mà gần gũi. Nước Hồ Gươm vẫn xanh như nước rau muống luộc trong Phan Thạch Lam. Đường Phan Đình Phùng vẫn rợp bóng xấu già, lãng mạn với những chiếc xe hoa mùa thu. Những di tích lịch sử vẫn nằm yên, hiền hòa trong không gian u tịch màu tháng năm. Và Hà Nội trong em còn xanh non thức quà đặc trưng của mùa thu. Đó là món cốm mang hương thơm mát của những bông lúa non. Cũng từ chính những hạt lúa ấy đã nuôi lớn cậu bé gióng năm nào vươn vai trở thành tráng sĩ, đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ đất nước. Đền Gióng, nơi thờ Phù Động Thiên Vương, cũng là niềm tự hào của người dân Sóc Sơn. Tinh thần của người tráng sĩ ấy cũng sẽ theo em vượt qua từng nấc thang để đến với trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm nay. Nhưng trong cuộc đua nước rút này, em còn cần nhiều hơn nữa. Xin chào SM4 và khán giả.
khán giả của Olympia, các bạn đang đến với điểm cầu số thông Sóc Sơn tại đền 6. Vâng, và ngày hôm nay chúng tôi ở đây để cổ vũ cho thí sinh thân yêu của chúng tôi, em Viết Thanh. Đền Gióng, một nơi tượng trưng cho sức mạnh của người Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng tôi ở đây hy vọng rằng sẽ gửi đến, góp đến cho S14 thật nhiều tinh thần, sự cổ vũ và may mắn dành cho Nguyễn Việt Thanh. Và có mặt bên cạnh tôi lúc này cũng là một người con của Sóc Sơn, một cựu thí sinh của Olympia 2017, siêu trí tuệ Hà Viên Hoàng. Xin chào Việt Thanh, niềm tự hào của hiếu học Sóc Sơn. Ngày hôm nay Nội Bài sẽ là đường băng và Thánh Gióng sẽ tiếp thêm tinh thần để em chinh phục đỉnh Olympia. Và có mặt tại điểm cầu của chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Xưa kia, Thánh Gióng được bà con xóm làng góp gạo thổi cơm nuôi lớn thành tráng sĩ. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt ở đây góp tinh thần, góp niềm tin và sự cổ vũ để mong Việt Thành sẽ mang về vòng nguyệt quế cho Sóc Sơn. Và Việt Thành ơi, em có nhìn thấy không? Rất nhiều bạn bè, rất nhiều người thân và cổ động viên Sóc Sơn đã có mặt ở đây. Có rất nhiều băng rôn, rất nhiều lời cổ vũ đang gửi đến em. Băng rôn đâu ạ? Thánh Gióng bay lên cùng ngựa sắt, Sóc Sơn rực sáng ánh bình minh. Việt Thành hãy lên đỉnh Olympia ngắm nhìn thế giới. Thánh Gióng xưa nhổ che ngà, giữ yên bờ cõi. Sóc Sơn này mai bút mực tiếp bước vươn cao. Việt Thành, Sóc Sơn chi thức ở đâu, chúng tôi vươn cao tới đó. Việt Thành tin ơn Việt Thành ơi. Và ở trường quay S14 cũng rực sáng ánh bình minh bởi nụ cười rất hiếm gặp của Việt Thành. Hiếm lắm thì chúng tôi mới nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt lạnh lùng này đấy ạ. Và hy vọng rằng đấy là những tình cảm mà quê hương, gia đình, nhà trường, bạn bè dành tặng cho Việt Thành tại điểm cầu Sóc Sơn, tượng đài Thánh Gióng thuộc xã Phụ Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Và được nuôi dưỡng bởi nhân dân cũng như trở thành anh hùng đánh giặc cứu dân, Thánh Gióng là một hiện thân của ý chí, của tinh thần, của sức mạnh và khả năng cống hiến của thế hệ trẻ. Và đến từ vùng đất huyền thoại, hy vọng rằng Việt Thanh của chúng ta cũng sẽ tạo nên nhiều điều kỳ diệu trong cuộc thi ngày hôm nay. Vâng, và quý vị khán giả cũng có thể bình chọn cho Nguyễn Việt Thành là người chiến thắng trong trận chung kết này bằng cách soạn tin nhắn OLPA cách 1 gửi 8069. Chàng trai ở vị trí số 4, một niềm tự hào của trường trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa, Lê Xuân Mạnh. Rất nhiều tiếng cổ vũ dành cho Xuân Mạnh tại trường quay S14. Và Xuân Mạnh được các bạn thí sinh cùng thi đánh giá là một chàng trai cung nhân mã, rất hòa đồng, rất thân thiện. Và trong mọi cuộc gặp gỡ thì Xuân Mạnh luôn là người sẵn sàng để tiến lại, làm quen, trò chuyện và hỏi han các bạn. Tuy nhiên, chàng trai này cũng có những thành tích đáng gờm lắm đấy ạ. Thành tích của Xuân Mạnh với những cuộc thi tuần tháng quý lần lượt với những số điểm là 345, 265 và 160 điểm. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng về thăm vùng đất học xứ Thanh để tìm hiểu nhiều hơn về những câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai này, Lê Xuân Mạnh. Thanh Hóa là một trong những hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thanh Hóa huy động hàng vạn dân công bộ đội phục vụ vận tải chiến đấu. Mọi người gian khổ ăn cây rau má cầm hơi, phá đường tàu Pháp, lấy sắt giành đao kiếm súng ống. Em tự hào là một người con của vùng đất này. Rau má này còn cầm như này. Nói về cậu con trai út của tôi thì tôi rất tự hào về cháu. Từ bé là cháu đã có sự đam mê môn lịch sử. Cũng không biết là cháu đam mê từ khi nào. Đến khi cháu lại thấy ông bà nội xem Olympia thì cháu lại cũng đam mê Olympia. Và bà em mong muốn là cháu mình có thể lên sóng truyền hình tham dự chương trình đứng đỉnh Olympia. Tuy nhiên thì bà em đã mất cách đây 6 năm. Trận đấu chung kết sắp tới em vẫn mong muốn là mình có thể làm hết sức mình
để hoàn thành thật là trọn vẹn cái tâm nguyện của người bà quá cố. Bước đến cuộc thi Olympia thì em thật sự là may mắn khi mà được thầy cô, bạn bè và gia đình ủng hộ. 12-1 của bọn em là một tập thể vô cùng gắn kết, nó giống một đội bóng vậy. Bọn em luôn hướng đến một cái mục tiêu cao nhất, đó là vô địch và phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình. Điểm mạnh nhất của em Mạnh đó là một học trò có một cái trí nhớ rất tuyệt vời. Và hiện nay là em Mạnh đang là chủ tịch câu lạc bộ lịch sử của nhà trường. Với mảnh đất quê hương truyền thống anh hùng, nó cũng là một phần giúp em có thể hiểu hơn, yêu thích về lịch sử. Gió má mà, gió má thôi. Năm 1965, cầu Hàm Rồng, cây cầu duy nhất bắc qua sông Mã. Đây cũng chính là nơi đã làm nên chiến thắng Hàm Rồng lịch sử. Và em tự hào vì đã mang được thêm một cây cầu nữa, đó chính là cầu truyền hình về cho trường trung học phổ thông Hàm Rồng. Sau 13 năm ngóng đợi truyền hình về quê mình, và nếu như mà chung kết Queen thì nó là vô địch. Thanh Hóa tự hào khi có một chàng trai vàng Hàm Rồng hôm nay hét to vào tên Xuân Mạnh. Chàng trai quê nơi sông Mã chảy rất vui luôn hòa đồng, anh giỏi công nghệ yêu lịch sử, anh cùng mấy thằng bạn Ba Hờ ham học hành. Hôm nay đi thi chạy ngay như bay, mọi người cùng giơ được tay được tay. Vòng nguyệt quế giờ trong tầm tay, anh em 36 cùng giơ được tay. Anh thi quý ba gần đây, anh về nhất không phải ăn may. Anh không xuất thân trường chuyên, anh vẫn cứ vô vòng chung kết. Không có bắt tay nhiều cơ, dù mình cứ là hay ngồi mơ. Đôi nhất trên trời giấc mơ, hôm nay em sẽ mê mà thôi. My superstar Olympia. Quảng trường Lam Sơn của thành phố Thanh Hóa cùng với hàng ngàn những người dân xứ Thanh ở đây. Tất cả chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay với một mục đích duy nhất thôi, đó là truyền lửa đến niềm tự hào của xứ Thanh. Xuân Mạnh! Có quá nhiều những món quà mà chúng tôi muốn được gửi đến Xuân Mạnh lúc này. Một trong những món quà đầu tiên đó chính là những trái tim nhiệt huyết của xứ Thanh. Sẵn sàng chưa? Còn nhiều điều khác nữa, qua những tiết mục trên sân khấu này, chúng tôi muốn truyền lửa đến chàng trai Xuân Mạnh của chúng tôi. Đó chính là tinh thần của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tinh thần của chiến thắng Hàm Rồng. Đó chính là tinh thần rộn ràng của điệu hò sông Mã. Xuân Mạnh thân mến, buổi sáng ngày hôm nay tất cả chúng tôi đã gác lại tất cả những công việc riêng của mình để đến đây, để sẵn sàng cổ vũ cho bạn. Điều chúng tôi mong muốn đó là Xuân Mạnh hãy chiến đấu hết mình. Yeah. Và bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay.
xin được chào đón bằng những tràng vỗ tay thật lớn Phó giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Trần Văn Thức, tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Không thể thiếu được đó là hàng ngàn những người dân của xứ Thanh lúc này. Và thưa quý vị, Xuân Mạnh thân mến, có một điều cuối cùng muốn nói với bạn trong phần đầu của chương trình. Hãy để ý vào thực tế, bạn sẽ thấy rằng xung quanh bạn đang là ba thí sinh đáng gờm, đang là ba đỉnh cao của tri thức. Họ có tài năng riêng, họ có sự may mắn riêng. Nhưng Xuân Mạnh, bạn có niềm tự tin trong trái tim mình, trong trí óc của mình, và bạn có tất cả chúng tôi ở đây ngày hôm nay sẵn sàng cổ vũ cho bạn. Sẵn sàng chưa? Xuân Mạnh, Hàm Rồng, Thanh Hóa. Vâng, đó là những không khí rất sôi động đến từ quảng trường Lam Sơn, trung tâm của thành phố Thanh Hóa. Và nhắc tới Lam Sơn thì chúng ta nhắc đến tinh thần mài ý chí vượt gian nguy và làm nên nghiệp lớn. Và hy vọng rằng Xuân Mạnh đến từ trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, một ngôi trường mang tên chiến thắng, sẽ có thể đủ chí bền gan và vươn tới vinh quang ngày hôm nay. Và Xuân Mạnh lúc nãy có chia sẻ trong đoạn clip vừa rồi, đó là quê hương em bây giờ có hai cây cầu. Đầu tiên là cầu Hàm Rồng, cầu thứ hai là cầu chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Và hàng triệu sự cầu mong của người dân Thanh Hóa, Xuân Mạnh sẽ chiến thắng. Và rất nhiều cầu nối đến từ quý vị khán giả bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp để ủng hộ cho Xuân Mạnh. OLPA cách 3 gửi 8069. Còn bây giờ là lúc các thí sinh của chúng ta đến với những thử thách đầu tiên trong trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 này. Đó chính là phần thi khởi động. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tha Cô hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn, Tha Cô phát triển cùng đất nước. Bay lên cùng nghệ sắt, Sóc Sơn rực sáng ánh bình minh. Về thương về đời từng ngày, chờ tới mình tiếc cánh tay tuyệt vọng. Sứ Thanh đất học giỏi giang, dinh vòng người quế vinh quang trở về. Người Hải Phòng ăn sóng nói gió, bước đến đây biến mọi điều từ không thành có. Vâng, bốn chàng trai của chúng ta đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách của chương trình ngày hôm nay. Thế nhưng trước đó hãy cùng hỏi thăm sức khỏe họ một chút. Trọng Thành đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Trong phóng sự vừa rồi thì Thành có chia sẻ về mục đích của việc học với rất nhiều những từ khóa anh đã ghi lại đây, như là học để đóng góp này, học để chia sẻ, học để đón nhận những xu hướng mới, học để mang đến niềm tự hào cho chính bản thân mình. Vậy thì đến với trận chung kết Olympia ngày hôm nay thì còn từ khóa nào em muốn lĩnh hội đưa vào trong hành trình của mình nữa? Thưa anh, là em nghĩ em đến đây học để khẳng định chính bản thân mình. Em đứng ở trận chung kết này đã chính là khẳng định cho quá trình học tập của em là vô cùng hiệu quả và có giá trị cho đến thời điểm hiện tại. Vâng, chúc cho hành trình của Thành sẽ luôn đầy ắp những điều ý nghĩa và giá trị. Chàng trai đang đứng ở vị trí số 2. Xin chào chàng trai xứ Huế hiền lành, dễ thương, tài năng, giỏi giang, minh triết. Chết ơi, chị có một câu hỏi muốn dành cho em, đó là sau cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 này thì em có một cái dự định là mình sẽ làm việc gì đầu tiên không chết? Dạ, từ lâu thì em đã luôn muốn là có một chút đóng góp cho cộng đồng và em hy vọng là mình sẽ có thể hỗ trợ và làm một số công việc mà
thiện nguyện. Em muốn giúp đỡ một số bạn trẻ ở vùng cao chưa có điều kiện học tập hoặc là chưa có điều kiện để trong việc di chuyển, giúp các bạn có một cái cuộc sống tốt hơn. Dạ. Wow, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Minh Chiết, và chúng tôi tin là không chỉ Minh Chiết mà cả bốn chàng trai của chúng ta đều là những người có tri thức rất tốt và có trái tim hướng về Tổ quốc, về cộng đồng. Và chúng tôi tin các bạn là những người sẽ tạo nên sự thay đổi. Vâng, và đứng ở vị trí thứ ba đó chính là bạn Việt Thành đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội. Ngày hôm nay thì trên bàn của Việt Thành anh thấy có một sự đổi mới. Ngoài cái con Sonic đã theo em trong cuộc thi tuần tháng quý thì có một bức tượng gì đó em đang rất nóng lòng để giới thiệu với mọi người, đúng không? Đây là một bức tượng tỷ lệ thu nhỏ của Thánh Gióng. Do một người bạn của em đã đặc biệt tặng em. Cái bức tượng này thì mới được đúc cách đây có 3 ngày thôi. Rất là gấp, và nó là biểu trưng rất lớn cho tinh thần của người dân Sóc Sơn, và cũng là tinh thần của em trong 3 trận thi đấu vừa rồi. Đấy là quyết không khoan nhượng. Quyết không khoan nhượng. Một tinh thần tuyệt vời mà Việt Thành mang đến trận chung kết này. Còn Xuân Mạnh thì sao? Xuân Mạnh đến từ vùng đất giàu truyền thống lịch sử. Vậy thì với chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, em mong muốn và quyết tâm sẽ viết tiếp những trang lịch sử gì cho bản thân mình? Đối với em thì đây, mọi người có thể thấy là ở trên bàn đang có một chiếc cúp. Thì cái này là quà của những người bạn ở lớp tặng cho em. Và như mọi người đã biết thì ngày 6 tháng 10 vừa rồi thì câu lạc bộ quê hương Đông Á Thanh Hóa đã giành được một chiếc siêu cúp quốc gia về với phòng truyền thống câu lạc bộ. Và đó cũng là ước mơ của em, đó chính là mang được thêm một chiếc cúp nữa về với phòng truyền thống của trường Trung học phổ thông Hàm Rồng. Vâng, ngoài ra thì Xuân Mạnh còn có một sự cổ vũ tinh thần rất lớn. Đó chính là vào tối qua phút thứ 97 thì đội bóng yêu thích của Xuân Mạnh Manchester United đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Wow, nhân đôi sức mạnh đúng không ạ? Vâng, các thí sinh của chúng ta đang có một tinh thần rất thoải mái. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với lượt thi khởi động đầu tiên với 8 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số phát triển con người nhận giá trị từ đến? Xuân Mạnh. Từ 0 đến 100. 0 đến 1. Theo thông tin ngày 8 tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, enterovirus và adenovirus là hai tác nhân chính. Trọng Thành, đáp án đỏ. 10 điểm đầu tiên. Chính việc nghiên cứu hiện tượng tự nhiên nào đã dẫn nhà toán học Hermann Grassmann đến các khảo sát về vector? Đáp án của chúng tôi là thủy triều. Vải giao chỉ của người Việt từ khoảng 2.000 năm trước được dệt từ sợi của loại cây nào? Xuân Mạnh, đây. Chuối mới đúng ạ. Which biological system protects an organism from disease? Trọng Thành. Immunity. Immune system. Năm 1994, nhằm góp phần khắc phục hậu quả của vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, người ta đã thử nghiệm trồng loài hoa gì trên bề nổi? Minh Chiết. Hưởng Dương. Chính xác. Màn hình cảm ứng điện dung sử dụng một loại linh kiện điện tử có vai trò tích và phóng điện trong mạch. Linh kiện đó là gì? Việt Thành. Transistor. Tụ điện ạ. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi? Đất nước. Xuân Mạnh. Và câu trả lời là Tổ quốc ạ. Và đó là những câu thơ được trích trong trường ca Những người đi biển của nhà thơ Thanh Thảo. Những người đi tới biển của nhà thơ Thanh Thảo. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 8 câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động. Và có 2 thí sinh đang giành điểm, đó là Trọng Thành có 5 điểm và 10 điểm thuộc về Minh Chiết. Tất nhiên rồi, những câu hỏi trong phần thi khởi động ở một trận chung kết năm luôn luôn khó hơn rất nhiều so với các trận thi trước đó. Thế nhưng chúc các bạn thí sinh hãy thật bình tĩnh và thoải mái để đến với 12 câu hỏi ở lượt thi tăng tốc, ở lượt thi khởi động thứ 2. Chân đồng, vai sắt, đánh dội, bắn trúng là 8 chiếc vàng truyền thống của binh chủng nào thuộc quân đội dân ta? Việt Thành. Pháo binh. 10 điểm cho Việt Thành. Theo Bộ Y tế, một đơn vị cồn tương đương bao nhiêu gam cồn ethanol nguyên chất chứa trong dung dịch uống? Xuân Mạnh. 1. 10 gram ạ. Số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn 90 là số mấy? Xuân Mạnh. 89.
Chính xác. Hãy đến từ còn thiếu vào những câu thơ sau của tác giả Lưu Quang Vũ. Ước chi được hóa thành ngọn để được ôm trọn vẹn nước non này. Việt Thành. Ngọn gió. 10 điểm tiếp theo dành cho Việt Thành. Theo Niên Giám Thống kê 2022, tỉnh nào có diện tích gieo trồng lúa cả năm lớn nhất ở nước ta? Minh Triết. Kiên Giang. Chính xác. Which country will become chair of ASEAN in 2024? Trọng Thành. Lào. Đúng là như vậy. Hãy điền chính xác từ còn thiếu trong câu sau theo Điều 2 Hiến pháp Việt Nam 2013. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do làm chủ tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân. 10 điểm tiếp theo. IVF là tên viết tắt bằng tiếng Anh của kỹ thuật y khoa nào? Đáp án là thụ tinh trong ống nghiệm. Tại diễn đàn Sao Paulo vào tháng 7 năm 2023, quốc gia nào đã được tôn vinh là di sản phẩm giá toàn cầu vì đã kiên cường chống chính sách bao vây? Cuba. Đáp án là Cuba. Theo Điều 91 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 của Việt Nam, các khí nhà kính chính là CO2 và CH4 và loại Trọng khí nào? Trọng Thành. Hơi nước. N2O ạ. Sạc không dây ngày càng phổ biến với những người sử dụng điện thoại thông minh. Hình thức sạc này ứng dụng hiện tượng vật lý nào được phát minh năm 1831? Trọng Thành. Cảm ơn điện tử. Giờ Trọng Thành có 30 điểm. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 trong chương trình chuyển đổi số quốc gia là đưa Việt Nam nằm trong nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về công nghệ thông tin? Xuân Mạnh. 10. 50 ạ. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 12 câu hỏi tiếp theo trong lần thi khởi động. Và số điểm của các bạn đang có lần lượt là 30, 20, 20 và 15. Xin chúc mừng cả 4 bạn. Tiếp sau đây sẽ là 16 câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 3. Các bạn có cần nghỉ ngơi, hít thở khoảng tầm 5 giây không? Hít một hơi thật sâu nào, bởi vì bây giờ cả 4 bạn thí sinh đều có những số điểm rất là gần nhau và chắc chắn là cơ hội sẽ dành đều cho cả 4 bạn. Những câu hỏi ở lượt thi khởi động thứ 3 như sau. Sáu mươi năm trước, ai đã có bài phát biểu "Tôi có một giấc mơ để đấu tranh cho tự do và bình đẳng của con người"? Trọng Thành. Martin Luther King. Chính xác. Tỉnh thành nào của nước ta có mốc tọa độ quốc gia GPS 0001? Xuân Mạnh. Hà Giang ạ. Cà Mau ạ. Những số nào trong ba số sau không là tích của ba số tự nhiên liên tiếp 2730, 2731, 2732? Xuân Mạnh. 2731. 2731, 2732. In which sport is Vietnam's first gold medal at Asian Games 2023? Minh Triết. Shooting. Chính xác. Hai bức tranh kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ và thanh niên thành đồng được công nhận bảo vật quốc gia là những tác phẩm của họa sĩ nào? Xuân Nguyễn Sáng. Chính xác. Nhà vật lý người Pháp Paul Villa được coi là người phát hiện ra loại tia gì khi ông đang khảo sát sự bức xạ của các chất phóng xạ? Xuân Mạnh. UV. Tia gamma. Hai nước nào ở châu Âu đã chính thức công nhận người Việt là một dân tộc tại nước họ? Việt Thành. Séc và Slovakia. Chính xác. Chữa lạnh tinh trùng là một biện pháp duy trì sự sinh sản cho tương lai. Ở phương pháp này, dạng lỏng của đơn chất nào ở âm 196 độ C được sử dụng để bảo quản tinh trùng? Trọng Thành. Oxy. Nitơ ạ. Để đảm bảo năng suất, loài cây trồng nào sau đây cần nhiều phân kali hơn cả rau muống, khoai lang, cải song? Xuân Mạnh. Khoai lang. 10 điểm cho Xuân Mạnh. Từ ngày 5 tháng 6 năm 2023, ứng dụng nào chính thức trở thành nền tảng truyền hình số quốc gia? Trọng Thành. VTVGO. VTVGO. Ai là người đã dâng tấu lên vua Quang Trung bàn về ba điều mà bậc đế vương nên biết: quân đức, dân tâm, học pháp? Trọng Thành. Nguyễn Thiệp. Chính xác. Pomato được kỳ vọng như một trong những giải pháp lương thực cho tương lai là loài cây được lai ghép giữa và... Trọng Thành. Khoai tây và cà chua. Giờ Trọng Thành có 65 điểm. Tháng 10 hàng năm được WHO chọn là tháng nâng cao nhận thức về loại ung thư phổ biến nào? Xuân Mạnh. Ung thư phổi. Ung thư vú ạ. RTS,S là vaccine đầu tiên được WHO đánh giá là an toàn và hiệu quả trong phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào? Câu trả lời là sốt rét. Chiến sĩ sao vuông là một cách gọi để chỉ lực lượng vũ trang nhân dân nào? Đáp án là dân quân tự vệ. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao là quan niệm sống của nhà thơ Việt Nam nào đưa ra? Xuân Mạnh. Tố Hữu. Đáp án của câu hỏi cuối cùng là Xuân Diệu ạ. Vâng, như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 3 lượt thi khởi động và hy vọng rằng những số điểm này sẽ mang đến cho các bạn thật nhiều những động lực về mặt tinh thần trước khi đến với những phần thi tiếp theo.
Ngay bây giờ là lúc chúng ta cùng tổng kết số điểm mà bốn bạn đang có. Đang sở hữu 10 điểm là Xuân Mạnh. 30 là số điểm Minh Chiết đang có. Đó cũng là số điểm của Việt Thành. Và dẫn đầu với 65 điểm là Trọng Thanh Chiến. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kính mời quý vị khán giả vượt chướng ngại vật cùng các thí sinh bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp CNV cách đáp án rồi gửi 8069, trong đó đáp án viết liền không dấu. Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong số khán giả dự đoán đúng để trao thưởng. Thanh Gióng bay lên cùng ngựa sắt, Sóc Sơn rực sáng ánh bình minh. Về thương về đời tương ngày, chờ tới mới tiếc cánh tay tuyệt vọng. Sứ Thanh đất học giỏi giang, dinh vòng người Quế vinh quang trở về. Người Hải Phòng ăn sóng nói gió, bước đến đây biến mọi điều từ không thành có. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Vâng, kính mời quý vị khán giả tham gia trả lời chướng ngại vật cùng các thí sinh ở trận chung kết này. Giải thưởng dành cho khán giả chiến thắng trong phần thi vượt chướng ngại vật là một phần quà trị giá 5 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Và nói về chướng ngại vật ngày hôm nay sẽ là một ẩn số gồm có 15 chữ cái. Và sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Trọng Thành. Em lựa chọn hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 gồm có 10 chữ cái với câu hỏi như sau. Các bạn thí sinh hãy lắng nghe thật kỹ và cho biết từ nào còn thiếu trong đoạn bài hát sau của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Là những bông hoa trong thành phố này. Tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây. Em về rất em cười em nói. Thời gian đã hết, xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh. Chúng tôi chỉ ghi nhận hai bạn thí sinh đưa ra câu trả lời. Trọng Thành lựa chọn là ngôi trường, Minh Chiết lựa chọn là thiên nhiên. Và chúng tôi xin thông báo một trong hai bạn thí sinh đã trả lời đúng. Và đó là Minh Chiết, xin chúc mừng! Một bài hát tuổi đời mênh mông của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với từ hàng ngang thiên nhiên. Và với việc trả lời đúng từ hàng ngang này thì các bạn sẽ được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý. Hy vọng rằng góc hình ảnh này sẽ mang đến nhiều thông tin cho các bạn. Hoặc không. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Minh Chiết. Em xin lựa chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 7 chữ cái với câu hỏi như sau. Người dẫn chương trình chưa kịp đọc câu hỏi thì chúng tôi đã nghe thấy tiếng chuông tín hiệu trả lời từ Việt Thành. Câu trả lời của em là năng lượng tái tạo. Một câu trả lời rất quả quyết. Việt Thành, bạn là một thí sinh có lợi thế ở phần thi vượt chướng ngại vật. Tuy nhiên liệu ở cuộc thi chung kết nó có đơn giản như thế không ạ? Bạn đang thấy thế nào? Em không biết diễn tả như nào nữa. Việt Thành căn cứ vào đâu để đưa ra câu trả lời của mình? Em dựa vào từ thiên nhiên, chỉ một từ thiên nhiên thôi. Chỉ thế thôi ạ? Vâng. Chỉ thế thôi? Vâng.
Bạn đã kịp thực hiện thao tác cơ bản đó là đếm số ký tự chưa ạ? Em thực hiện rồi. Vâng. Thí sinh Việt Thành đến từ trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, Hà Nội là người giải được chướng ngại vật ở cả 3 phần thi tuần, tháng và quý. Và chúng tôi có thể nói rằng đây là ông vua giải chướng ngại vật của Olympia năm thứ 23. Chúc mừng Việt Thành! Việt Thành đã vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi sau phần thi xuất sắc của mình tại vòng vượt chướng ngại vật. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem không khí của điểm cầu Sóc Sơn. Xin mời điểm cầu ạ. Vâng, Sóc Sơn có vẻ như đang bùng nổ với câu trả lời vừa rồi của Việt Thành và với những từ hàng ngang mà các bạn thí sinh chưa kịp lật mở nhờ sự xuất sắc của Việt Thành như là thiên nhiên, bổ sung, mặt trời, sóng. Chúng tôi đang muốn nhắc tới từ khóa chính trong phần thi vượt chướng ngại vật đó là năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh, là nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung thông qua các quá trình tự nhiên. Các nguồn năng lượng tái tạo có thể kể đến như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt. Năng lượng tái tạo ít gây tác hại tới môi trường và giảm khai thác phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây nhiều hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới. Vâng, và với Việt Nam, phát triển năng lượng tái tạo là một giải pháp vô cùng quan trọng để thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hiện thực hóa cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Và đó cũng chính là ý nghĩa của phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng Việt Thành! Với sự xuất sắc này thì Việt Thành đang có số điểm 70, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi. Và không biết số điểm của các bạn thí sinh còn lại là như thế nào, chúng ta hãy cùng xem. Xuân Mạnh đang có 10 điểm, sở hữu 40 điểm là Minh Chiết, 65 là điểm số của Trọng Thành và nhiều hơn 5 điểm, tạm dẫn đầu với 70 điểm là Việt Thành. Tha cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thaco hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật, vì sự phát triển bền vững và không giới hạn. Thaco phát triển cùng đất nước. Liệu da đầu có can đảm như bạn? Thách thức ngay! Không phát hiện gầu vì có công thức sạch gầu tốt nhất của Clear, gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu và nhờn ngứa hiệu quả. 10 lần sức mạnh Clear đánh bay gầu và nhờn ngứa. Mùa hè sang, áo quần tiền vẫn ngát hương cả ngày. Vì tiền chọn Comfort với bí quyết là công thức Ultra Care, chăm sóc chuyên sâu, giúp bền vải tươi màu và tinh dầu lưu hương thật lâu. Comfort hương vườn xuân mới, lưu hương suốt 100 giờ. Quý vị khán giả tăng tốc cùng các thí sinh bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp OLTT cách X cách Y rồi gửi 8069. Trong đó X là mã số câu hỏi 1234, Y là đáp án câu tăng tốc tương ứng, viết liền không dấu. Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong số khán giả dự đoán đúng để trao thưởng. Xin mời quý vị khán giả tiếp tục dự đoán thí sinh vô địch đứng lên đỉnh Olympia năm thứ 23 để nhận được phần quà trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Thời gian bình chọn đến trước phần thi về đích. Thanh gióng bay lên cùng ngựa sắt, Sóc Sơn rực sáng ánh bình minh. Thế thương huệ đời từng ngày, chờ tới minh triết trên tay tuyệt vọng.
xứ Thanh đất học giỏi giang, dinh vọng người Quế vinh quang trở về. Người Hải Phòng ăn sóng nói gió, bước đến đây biến mọi điều từ không thành có. Giờ là lúc các thí sinh tăng tốc. Ở những cuộc thi trước trong phần thi tăng tốc, các bạn thí sinh của chúng ta đã xuất sắc như thế nào chắc hẳn quý vị còn nhớ. Và đây là phần thi vô cùng quan trọng để các bạn thí sinh so tài bứt phá và có khả năng thay đổi cục diện của trận đấu. Vâng, và quý vị khán giả cũng có thể tham gia tăng tốc cùng các bạn thí sinh. Và phần thưởng dành cho khán giả chiến thắng trong phần thi tăng tốc là một phần quà trị giá 5 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Và ngay bây giờ ở câu hỏi đầu tiên này, quý vị khán giả hãy sẵn sàng soạn tin nhắn OLTT cách 1 để chuẩn bị gửi về 8069. OLTT cách 1 cách đáp án viết liền không dấu. Trong đó 1 là mã số của câu hỏi và chuẩn bị gửi về 8069. Còn bây giờ thì các bạn thí sinh hãy chuẩn bị tư thế đi ạ. Tư duy nhanh, đánh máy nhanh, trả lời chính xác. 40 điểm sẽ thuộc về ai? Sau đây là câu hỏi đầu tiên trong phần thi tăng tốc dành cho các bạn. Đâu là những cách thoát hiểm đúng khi xảy ra hỏa hoạn? Đã hết thời gian, xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh. Như vậy cả bốn bạn đều có chung lựa chọn là các hình A, B và D. Và Việt Thành là người trả lời nhanh nhất ở 0 giây 45. Bạn có thể giải thích một chút về lựa chọn này của mình không? Những việc làm đúng khi xảy ra hỏa hoạn là gì ạ? Những việc làm đúng khi xảy ra hỏa hoạn là dùng khăn nước chèn cửa để ngăn khói độc lan vào nhà, chạy thoát theo đường cầu thang bộ và tránh làn khói độc. Vâng, những việc làm đúng, nếu bị kẹt trong nhà hãy lấy khăn hoặc chăn ướt chèn vào các khe cửa ngăn khói độc vào nhà. Tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn thoát nạn exit. Khi phải thoát nạn qua đám khói cần cúi khom người và dùng khăn ướt che kín mũi miệng để tránh khói. Và tuyệt đối không sử dụng thang máy khi có hỏa hoạn. Chúc mừng cả bốn bạn thí sinh đều giành điểm trong câu hỏi này. Việt Thành có 40 điểm, 30 điểm thuộc về Trọng Thành, Xuân Mạnh có 20 điểm và Minh Chiết sở hữu thêm 10 điểm. Hy vọng các bạn thí sinh có thể tiếp tục giữ vững được phong độ. Và sau đây sẽ là nội dung của câu hỏi số 2. Điền tên các điểm xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải Việt Nam vào bản đồ theo thứ tự từ 1 đến 4. Lưu ý các bạn sắp xếp các chữ cái nhé. Theo như quan sát tại trường quay thì các bạn thí sinh có vẻ như trả lời rất nhanh chóng và chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra đáp án. Xuân Mạnh trả lời là DCAB, Minh Chiết là DACB, Trọng Thành là DCAB và Việt Thành là BACD. Có đến 3 phương án khác nhau được 4 bạn thí sinh đưa ra. Chúng ta có thể thấy đường cơ sở là căn cứ để xác định phạm vi chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác. Đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường thẳng gãy khúc nối liền các điểm từ 0 đến A11. Căn cứ theo đó, lãnh hải Việt Nam là vùng biển có chiều rộng 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía biển. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là DCAB. Chúc mừng Xuân Mạnh có thêm 40 điểm và 30 điểm thuộc về Trọng Thành. Các bạn thí sinh đang lần lượt gia tăng những số điểm của mình và không biết cục diện sẽ thay đổi như thế nào sau câu hỏi số 3. Và sau đây sẽ là nội dung câu hỏi dành cho các bạn. Hãy
các bạn hãy tìm một mật mã gồm 3 chữ số. Hỏi về tư duy hy vọng là không quá khó dành cho các bạn thí sinh. Xin mời những câu trả lời. Minh Chiết đưa ra câu trả lời là 684, Xuân Mạnh là 364, Việt Thành là 146 và Trọng Thành là 165. Vâng, và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là một con số, là số tổng đài tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Và đáp án là 156 ạ. Rất tiếc là không có thí sinh nào giành điểm trong câu hỏi vừa rồi. Có lẽ là các bạn cần thêm khoảng 5 đến 10 giây để hoàn thành câu hỏi này tốt hơn. Và chúng ta còn một câu hỏi nữa trong phần thi tăng tốc. Chúc các bạn thí sinh may mắn, tự tin và hoàn thành tốt câu hỏi này. Và đây sẽ là câu hỏi luôn mang đến rất nhiều những sự hứng khởi cho các bạn thí sinh. Rất nhiều hình ảnh sẽ được phát liên tiếp trong vòng 40 giây. Và câu hỏi là, đây là ai? Các bạn hãy nhìn lên màn hình phía trước. Đây là ai? Năm 2023, chúng ta kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, một nhà quân sự, một nhà khoa học đại tài, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một câu hỏi có ý nghĩa rất rất quan trọng, là bản lề để các bạn bước vào phần thi cuối cùng về đích. Thí sinh nào trả lời đúng câu hỏi này sẽ giành được lợi thế rất lớn trước khi về đích. Và bây giờ sẽ là câu trả lời của các bạn. Người giành được 40 điểm là... Như vậy là Trọng Thành đã giành được 40 điểm, 30 điểm thuộc về Xuân Mạnh, 20 điểm thuộc về Minh Chiết và 10 điểm thuộc về Việt Thành. Rất nhanh chóng, các bạn thí sinh của chúng ta đã tăng tốc xong và các bạn chỉ còn cách vòng nguyệt quế vinh quang của chương trình một phần thi nữa thôi, phần thi về đích. Thế nhưng trước đó hãy cùng tổng kết số điểm mà các bạn đang sở hữu. 70 là điểm số của Minh Chiết, đang có 100 điểm là Xuân Mạnh. Việt Thành có 120 điểm và dẫn đầu với 165 điểm là Trọng Thành. Wow, các bạn thí sinh của chúng ta đã trải qua 3 phần thi vô cùng căng thẳng hồi hộp. Bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn các bạn sẽ nghỉ ngơi, thư giãn một chút để có thể xem phần tranh tài so đấu của 4 điểm cầu. Vâng, bây giờ sẽ là phần chơi dành cho các điểm cầu và sẽ có 3 câu hỏi được đưa ra. Tham gia trả lời là đại diện của 4 điểm cầu. Và giải thưởng dành cho đội nhất sẽ là một phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Giải thưởng dành cho đội nhì là một phần quà trị giá 5 triệu đồng. Và giải thưởng dành cho đội 3 và 4 là một phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Và tất cả các giải thưởng này đều đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Các cầu đã sẵn sàng chưa? Vâng, và đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn.
các cậu nghe rõ nhé. Câu hỏi đầu tiên như sau. Hãy tìm một câu tục ngữ quen thuộc trong đó có nhắc đến hiện tượng bay hơi nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu dành cho các điểm cầu ạ. Vâng, các điểm cầu chỉ có 15 giây thôi, cho nên là hãy viết thật nhanh lên ạ. Ồ, có điểm cầu vẫn đang đứng không kìa. Điểm cầu Thanh Hóa đang ngơ ngác nhìn. Nhưng mà có vẻ như điểm cầu ở Hải Phòng thì đã hoàn thành xong câu trả lời của mình rồi ạ. Vâng, hãy cho chúng tôi xem câu trả lời của các bạn ạ. Xin mời điểm cầu Hải Phòng. Hoàn thành xong rồi. Vâng, hãy cho chúng tôi xem câu trả lời của các bạn ạ. Xin mời điểm cầu Hải Phòng. Câu trả lời của chúng tôi là chính là nước sôi lửa bỏng. Cảm ơn tinh thần của điểm cầu Hải Phòng rất tuyệt vời ạ. Còn điểm cầu của Huế thì sao ạ? Wow! Xin mời điểm cầu Huế. Vâng ạ! Câu hỏi đầu tiên đưa ra thật là cũng khá cong con, nhưng mà chúng tôi nhất định là sẽ giành được giải thưởng lên đến 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trương Hải. Và đáp án của chúng tôi là nước sôi lửa bỏng ạ. Bây giờ sẽ đến câu trả lời từ phía Sóc Sơn, Hà Nội. Xin mời các bạn. Có liên quan đến bay hơi đâu nhỉ? Phải sờ vào thì mới bỏng chứ. Bây giờ sẽ đến câu trả lời từ phía Sóc Sơn, Hà Nội. Xin mời các bạn. Chúng tôi thấy là câu hỏi là nói về chuyện bay hơi cơ mà. Bỏng là phải sờ vào thì mới bỏng chứ. Nước sôi ai người ta sờ vào đúng không ạ? Câu trả lời của chúng tôi là gì? Câu trả lời của Sóc Sơn là trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói ạ. Rất hợp lý. Không đúng nữa thì tôi cũng chịu đấy. Vâng, xin mời Ngọc Huy và Khánh Vy ạ. Và hình như là điểm cầu Sóc Sơn còn kiểm tra câu trả lời đến những giây phút cuối cùng nữa. Và rất là mừng khi mà biết điểm cầu Sóc Sơn gần đây là có những trận mưa rất là lớn. Tuy nhiên vào ngày chung kết thì trời đã rất là nắng, sáng, đẹp và tinh thần của mọi người thì rất tuyệt vời. Xin cảm ơn điểm cầu Sóc Sơn. Và bây giờ sẽ là điểm cầu của Thanh Hóa. Thưa quý vị anh chị em thân mến, điểm cầu Thanh Hóa của chúng tôi hoàn toàn đồng ý với điểm cầu Sóc Sơn, đúng không anh chị em? Đáp án của chúng tôi là trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói ạ. Chính xác. Và như anh Trần Ngọc đã nói, câu này mà không đúng nữa thì thôi đấy. Xin được trở lại với trường quay ạ. Vâng, câu này mà không đúng nữa thì thôi. Đó chính là câu khẳng định của biên tập viên Sơn Lâm. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là trời nóng chóng khát, trời mát chóng đói. Xin chúc mừng điểm cầu Sóc Sơn, Hà Nội và điểm cầu Thanh Hóa. Có vẻ như là biên tập viên Trần Ngọc vẫn chưa tin được là mình thắng. Xin chúc mừng điểm cầu Sóc Sơn nhé. Bây giờ mới vỗ tay. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai dành cho các điểm cầu. Và câu hỏi này xin mời đại diện ban cố vấn của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ninh sẽ đưa ra câu hỏi cho các bạn. Dạ, xin mời thầy ạ. Tôi xin phép đọc cái câu hỏi cho các đầu cầu. Trong một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính có câu: thấy rét u tôi bọc lại mền, cô hàng cất rượu ủ thêm men. Hãy cho biết hai câu thơ trên đề cập đến hai yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng hóa học chuyển hóa đường thành rượu. Một câu hỏi rất thú vị ạ. Và xin mời 15 giây dành cho các điểm cầu. Quan sát của Khánh Vy thì có vẻ như là điểm cầu Hải Phòng luôn là điểm cầu trả lời nhanh nhất ạ. Xin mời điểm cầu Hải Phòng ạ. Chính xác Khánh Vy và
thì chúng tôi tự tin rằng sẽ giành được phần quà đến từ nhà tài trợ ra của công ty cổ phần tập đoàn Trương ạ. Bởi vì câu trả lời của chúng tôi đó chính là nhiệt độ và chất xúc tăng ạ. Bây giờ chúng tôi muốn nghe câu trả lời từ điểm cầu Thừa Thiên Huế ạ. Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, chúng mình có nhau. Bởi vì chúng tôi cũng trả lời là nhiệt độ và chất xúc tác. Lần này chúng ta có tự tin không ạ? Tự tin, tự tin, tự tin. Những ý tưởng lớn gặp nhau à. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm cầu của Thanh Hóa. Đẹp quá à. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm cầu của Thanh Hóa. Chúng tôi đã sẵn sàng để đón nhận phần quà của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải rồi. Câu trả lời này là còn có mở ngoặc lần sau chi tiết hơn. Nhiệt độ, chất xúc tác, mở ngoặc. Men ạ. Yeah. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem câu trả lời từ phía điểm cầu Sóc Sơn, Hà Nội. Xin mời các bạn. Đáp án này là có gây tranh cãi ạ. Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng để có quà của nhà tài trợ là Thaco, công ty cổ phần Trường Hải. Và chúng ta hãy nhớ rằng là ngày hôm nay ấy, thì chỉ có một phần quà 10 triệu đồng của nhà tài trợ, đó là công ty Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải mà thôi. Và phần quà đấy nên dành cho chúng tôi. Thực ra tôi không thông cảm cho Khánh Vy, bình thường là ở ngoài chị, em yêu, chị Vy chị đeo kính, hôm nay chị bỏ ra nên chị không nhìn thấy mình đầu tiên thôi. Đáp án của chúng tôi là nhiệt độ và chất xúc tác, không có men. Nhiệt độ và chất xúc tác thôi. Vâng, công nhận điểm cầu Sóc Sơn ạ. Chỉ là tại điểm cầu Sóc Sơn có cái phong thái trả lời chiêu chiêu, thư giãn quá thôi ạ. Vâng, bây giờ sẽ là phần công bố câu trả lời chính xác đến từ cố vấn. Xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trung Ninh ạ. Vâng, như vậy cảm ơn 4 đầu cầu đều trả lời đúng ạ. Vâng, xin cảm ơn. Chúc mừng cả 4 điểm cầu đã có câu trả lời đúng ở câu hỏi thứ 2 trong phần thi dành cho các điểm cầu. Còn bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 3. Một câu hỏi rất hay đến từ một anh chàng mà chúng ta đều biết mặt. Anh ấy vừa mới rời khỏi hang tối qua và sáng nay đã chuẩn bị một câu hỏi rất hay dành cho các điểm cầu. Xin mời đương kim quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ. Dạ. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào đến hai anh chị MC, các thầy cô trong ban cố vấn, các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay, đang theo dõi trực tiếp qua truyền hình và đang có mặt tại 4 điểm cầu, và đặc biệt hơn nữa là lời chúc đến 4 chàng trai xuất sắc nhất của năm thứ 23 này ạ. Trước khi mà đưa ra câu hỏi thì một em xin được gửi một lời chúc nhỏ đến 4 bạn. Đây cũng là phần thi cuối cùng của sẽ kết thúc một chặng đường rất đáng nhớ của các bạn rồi. Mong cả 4 bạn Việt Thành, Trọng Thành, Minh Chiết và Xuân Mạnh sẽ thi đấu thực sự là chính mình và có một phần thi về đích thật đáng nhớ ạ. Và quay trở lại với câu hỏi dành cho 4 điểm cầu thì câu hỏi của em là hãy kể tên hai nhân vật lịch sử có cùng họ nhưng tên lại có một chút trái ngược nhau. Một người thì là Trạng Nguyên tại thế kỷ 13, còn một người thì là danh sĩ vào khoảng thế kỷ 16. Vâng, các điểm cầu đã nghe rất rõ câu hỏi từ phía Nguyên Vũ rồi đúng không ạ? Câu hỏi như sau, hãy tìm hai nhân vật lịch sử cùng họ, nhưng tên thì thoạt nghe có vẻ trái nghĩa nhau. Một người là Trạng Nguyên ở thế kỷ 13, một người là danh sĩ vào khoảng thế kỷ 16. 15 giây, suy nghĩ và trả lời bắt đầu! Chưa hết 15 giây, Huế đã trả lời xong rồi đấy ạ. Wow! Thế này, Huế Hải Phòng, Hải xong Phòng này. Trả lời rất nhanh. Vâng, chúng ta sẽ mời điểm cầu ở Huế ạ. Xin mời điểm cầu ở Huế ạ. Chúng ta biết chắc là từ đầu cầu F14 sẽ nhìn thấy chúng tôi có một tốc độ vô cùng là ánh sáng với câu hỏi này. Và chúng tôi rất tự tin trả lời là Nguyễn Hiền và Nguyễn Dữ ạ. Wow, một câu trả lời rất là nhanh và chính xác hay không thì lát nữa chúng ta sẽ biết ạ.
Còn các điểm cầu khác đã xong xin rồi. Xin mời điểm cầu Hải Phòng ạ. Vâng. Còn các điểm cầu khác đã xong rồi. Xin mời điểm cầu Hải Phòng ạ. Vâng. Vẫn điểm cầu Hải Phòng vẫn bên điểm bên cạnh điểm cầu của Huế và chúng tôi vẫn ở đây để giành lấy giải thưởng cao nhất của nhà tài trợ, đó chính là nhà tài trợ Gia Công Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Và lần này chúng tôi cũng có sự đồng điệu với đầu cầu ở Huế, đó chính là hai đáp án Nguyễn Hiền và Nguyễn Dương. Vâng, bây giờ chúng tôi muốn nghe câu trả lời từ Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là đáp án của chúng tôi do đội tuyển Olympia đưa ra. Đáp án là Nguyễn Hiền và Nguyễn Dư ạ. Vâng, tuyệt vời, Nguyễn Hiền và Nguyễn Dư. Việt Thành ơi, em hãy bình tĩnh nhá. Cứ để cái phần giải trí này cho các bạn. Một lát nữa sẽ đến phần thi của em. Chúng tôi hy vọng Việt Thành sẽ giành chiến thắng. Xin mời điểm cầu ở Thanh Hóa. Điểm cầu Thanh Hóa xin chào quý vị khán giả. Về câu trả lời ấy, chắc chắn là đúng rồi, không thể sai được. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các điểm cầu trước. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây, đó là cái bên này này thưa quý vị, đó chính là Xuân Mạnh vô địch. Xuân Mạnh vô địch. Cố lên Xuân Mạnh ơi, còn một vòng cuối cùng nữa thôi. Cái phong thái trả lời của điểm cầu Thanh Hóa luôn luôn rất là thuyết phục, cũng chỉ là một câu trả lời đấy thôi. Vậy thì câu trả lời chính xác là gì? Xin mời đương kim vô địch. Dạ đương nhiên thì Hiền hay là Dữ ở đây thì nó sẽ có một ý nghĩa sâu xa hơn là chúng ta thoạt nhiên thấy. Tuy nhiên thì mong là câu hỏi này sẽ là một câu hỏi vui mà có thể truyền năng lượng cho cả bốn điểm cầu và cũng như cho bốn bạn thí sinh. Đáp án chính xác là Nguyễn Hiền và Nguyễn Dữ. Xin chúc mừng cả bốn điểm cầu ạ. Qua 3 câu hỏi của phần thi dành cho các điểm cầu thì chúng tôi xin được chúc mừng các điểm cầu chiến thắng như sau. Điểm cầu Sóc Sơn Hà Nội và điểm cầu Thanh Hóa đồng giải nhất. Và điểm cầu Huế và Hải Phòng đồng giải nhì. Xin chúc mừng các điểm cầu. Vâng, và các bạn thí sinh của chúng ta vẫn đang ngó nghía gì đó với tấm màn hình ở bên cạnh các bạn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đến với phần thi tiếp theo nhé. Bây giờ sẽ là phần thi về đích. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tha Cô hình thành nền tảng công nghiệp và đa ngành, rèn bản lĩnh đương đầu thử thách, chuẩn bị và sẵn sàng cho tương lai. Với ý chí và tinh thần cống hiến, không ngừng tiến bước về phía trước, kiến tạo giá trị thật vì sự phát triển bền vững và không giới hạn. Tha Cô phát triển cùng đất nước. Gầu và gãy rụng là bạn lo lắng, giới thiệu clear chiến thảo dược cổ truyền mới với chất xuất từ bồ kết, vỏ bưởi và nhân sâm. Clear mới giúp sạch gầu từ gốc, ngăn gầu quay lại, giảm gãy rụng hơn 90%. Clear chiến thảo dược cổ truyền mới. Ai đang quyết định kiểu tóc của bạn? Sơ rối, gãy rụng, đây là dấu hiệu tóc hư tồn. Đồ phục hồi hư tồn với đồ Keratin Repair Active giúp tái tạo liên kết đứt gãy, cho tóc trông chắc khỏe gấp 10 lần. Đồ. Thành gióng bay lên cùng ngựa sắt, Sóc Sơn rực sáng ánh bình minh.
Thế thương để đời từng ngày, chờ tới miếng kiệt cánh tay kiệt vọng. Sứ Thanh đất học giỏi giang, dinh vòng người quế vinh quang trở về. Về Hải Phòng, ăn sóng nói gió, bước đến đây, biến mọi điều từ không thành có. Bây giờ là phần thi quyết định về đích. Và số điểm của các bạn thí sinh đang có lần lượt là 165, 70, 120 và 100 điểm. Và những số điểm này chưa nói lên được điều gì. Cơ hội vẫn còn đang ở phía trước với tất cả 4 bạn. Và căn cứ vào số điểm này thì người đầu tiên đến với phần thi về đích đó chính là Trọng Thành. Thế nhưng trước đó hãy cùng xem không khí tại điểm cầu Hải Phòng. Xin mời. Và Trọng Thành ơi, hãy lắng nghe này, Trọng Thành, Trọng Thành, các bạn đang cổ vũ cho em rất nhiều. Và bây giờ trước khi đến với phần thi quan trọng này để chinh phục ngôi vương vô địch thì chúng tôi có những món quà tinh thần dành cho Trọng Thành. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào! Cả thành phố ủng hộ phía sau, tay vươn cả chút hoàng hình quế. Cũng mang mặt với nhau, hỏi tại sao Trọng Thành vượt thế. Tìm có những cách quý nên trình độ không cần phải bàn, mà là cái gì. Vừa đẹp trai tài năng ấm áp, bảo sao mọi người lại không mê. Một con người yêu thích lịch sử, thời gian rảnh ngồi lướt wiki. Con có kiến thức chục năm đèn sách để được lên Hà Nội đi thi. Câu khẩu hiệu là Trọng Thành chiến, để cho mọi muộn phiền tan biến. Những cái số tiền không biết đi lùi, vì khi đã cống hiến thì mọi chuyện đi đi. Chỉ biết chúc Trọng Thành bình tĩnh, vào trường quay và cố gắng hết mình. Nếu có lo lắng thì hãy nhớ đằng sau cả một đại gia đình. Cậu là mọi người phải hô vang tên, lòng cả vòng tự hào niềm nở. Cậu thắng chưa bao giờ là ăn hết, sẵn sàng với nốt giấc mơ dang dở. Cậu là hy vọng của ta, vọng tên tay vừa lên từ nơi xanh. Luôn cố gắng tự tin chiến thắng, tình vượt qua mọi khó khăn. Áp đảo ta cuộc thi căng thẳng, ba băng về đích không chút đắn đo. Chỉ việc phá đảo ở trên chương trình, vì ở Hải Phòng đêm hôm nay. Trọng Thành ơi, tất cả mọi người đang cổ vũ cho cậu. Theo như lời bài hát, mỗi khi rảnh cậu sẽ lướt wiki để khám phá thế giới. Vậy nhưng có một trang web Wikipedia mà cậu chưa bao giờ biết đến, đó chính là trang web Wikipedia mà chúng tôi đã dành tặng cho cậu. Mong rằng là ngày sau ngày hôm nay, với trang web này Trọng Thành sẽ được toàn người dân trên toàn thế giới biết tới. Trọng Thành ơi, chúng tôi không chỉ có một bài rap cực kỳ ngầu, một trang Wikipedia để dành cho bạn đâu, mà chúng tôi còn có một câu khẩu hiệu cực kỳ chất được cơ, đó chính là Trọng Thành chiến, Trọng Thành chiến, Trọng Thành chiến. Trọng Thành chiến, Trọng Thành chiến. Và chúng tôi chúc Trọng Thành sẽ thành công ở trong phần thi về đích này. Bây giờ là lúc bạn tiến lên phía trước, xin mời. Và Trọng Thành sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào trong phần thi này? Em sẽ lựa chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm, đó là lựa chọn của Trọng Thành, và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên của Trọng Thành sẽ có nội dung như sau. Và hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng nhé. Câu hỏi đầu tiên, trên thẻ căn cước công dân gắn chip của 4 thí sinh chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 có chung 3 chữ số. Ba chữ số này khác nhau và đứng liền nhau theo một thứ tự cố định. Đó là ba chữ số nào? Không không sáu. À, không sáu không. Không sáu không. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Mời Việt Thành. Câu trả lời của em là 206. Và những con số này nói lên điều gì hả Thành? Giới tính và năm sinh. Căn cước công dân gắn chip của 4 thí sinh có 2 điểm chung. Điểm chung thứ nhất là giới tính, và theo quy ước 2 là mã giới tính nam cho những người sinh trong thế kỷ 21. Và điểm chung thứ hai
là về năm sinh 06. Xin chúc mừng Việt Thành, đáp án chính xác là 206. Đối với điểm cầu Hải Phòng, Trọng Thành là một ngôi sao sáng. Và không biết là với câu hỏi tiếp theo, Trọng Thành có muốn sử dụng ngôi sao hy vọng để nhân đôi sức mạnh cho mình không ạ? Em không. Câu hỏi dành cho Trọng Thành như sau. Chúc bạn bình tĩnh thành công với câu hỏi này. Bạn hãy trả lời câu hỏi tiếng Anh sau. Hello, my name is Hannah, and I'm from Atlantic 5-Star English. Today, I have a question for you. The Island District is home to Feast and Commemoration Festival for Hoàng Sa soldiers, a unique ceremony to reenact the farewell rituals of local militants as they set sail to reclaim Hoàng Sa. Locals have hosted this festival for centuries. It's now a national event. What's the name of this island district? Good luck. Trường Sa. Xin mời những câu trả lời khác ạ. Và đó là tiếng chuông đến từ Minh Chiết. Xin mời Chiết đưa ra câu trả lời của mình. Lý Sơn, Iceland. Chúng tôi đã lắng nghe câu trả lời của Minh Chiết. Và trước khi công bố đáp án, chúng tôi muốn hỏi Minh Chiết đã lắng nghe được những thông tin gì từ đoạn băng vừa rồi? Em nghe được là cô đang hỏi về lễ khao thưởng lính Hoàng Sa. Và sẽ là ở đảo nào, huyện đảo nào. Và đây sẽ là Lý Sơn. Và chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn thí sinh một đoạn dịch hoàn chỉnh hơn nói về huyện đảo này là quê hương của lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, một lễ hội độc đáo tái hiện những nghi thức tiễn đưa những hùng binh của đảo đi khai thác sản vật Hoàng Sa. Đây là một lễ hội được cư dân địa phương tổ chức trong nhiều thế kỷ và bây giờ đã trở thành một lễ hội quốc gia. Câu hỏi là tên của huyện đảo này là gì? Và Minh Chiết đã nêu được tên của huyện đảo đó. Và bạn xứng đáng có điểm, xin chúc mừng Minh Chiết. Đáp án chính xác trong câu hỏi này là Lý Sơn hay là Lý Sơn District? Lý Sơn Island District. Vâng, Trọng Thành hãy bình tĩnh, bây giờ sẽ là câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo của bạn. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Trọng Thành, chúc bạn may mắn. Câu hỏi của Trọng Thành như sau. Thủy tinh lòng được dùng để chế tạo keo dán thủy tinh, sứ và nhiều ứng dụng khác. Bạn hãy cho biết thủy tinh lòng là dung dịch đậm đặc của hai hợp chất nào? Hãy nêu công thức phân tử. Câu trả lời của em là Na2SiO3 và K2SiO3. Natri silicat và kali silicat. Vâng. Chúng tôi đã nghe rõ câu trả lời của Trọng Thành rồi. Trước hết, chúng tôi muốn nghe những câu trả lời của các bạn thí sinh khác ạ. Xin mời các bạn. Mời Việt Thành. Câu trả lời của em là Na2SiO3 và K2SiO3. Vâng. Trọng Thành hãy đọc kỹ lại câu hỏi. Trong câu hỏi vừa rồi thì chúng tôi có nêu rõ là nêu công thức phân tử. Nêu công thức phân tử. Câu trả lời cuối cùng của bạn chúng tôi nhận được, bạn lại không phải đưa ra một câu trả lời về công thức phân tử. Và vì thế, vâng, Trọng Thành có gì muốn nói ạ? Em có ý kiến là cái nêu công thức phân tử nó được đặt trong dấu ngoặc, tức là có thể bọn em có thể được nêu công thức phân tử hoặc không. Bởi vì câu hỏi nó chỉ là hai hợp chất nào,
không yêu cầu bọn em phải đọc công thức phân tử mà chỉ đóng mở ngoặc, nên bọn em cũng hoàn toàn có thể đọc tên chất. Vâng, cảm ơn ý kiến của Trọng Thành. Vậy thì bây giờ cách tốt nhất là chúng ta hãy cùng hỏi ý kiến của ban cố vấn của chương trình ạ, để xem các thầy sẽ cho điểm câu trả lời nào. Và quyết định của các thầy trong ban cố vấn sẽ là quyết định cuối cùng. Vâng. Như vậy là câu trả lời của Trọng Thành hoàn toàn là chính xác và chấp nhận. Và sự lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng này là rất chính xác. Xin chúc mừng Trọng Thành. Vâng, Việt Thành xin mời. Em thưa anh, nếu như mà được nêu cả hai công thức thì nếu thế thì sẽ không có chú thích ở đây làm gì cả. Nếu như có thể nêu cả hai cách thì không cần phải chú thích. Và đã có chú thích là phải nêu đúng công thức phân tử. Cũng là một lập luận đến từ các bạn thí sinh. Vâng, và xin mời thầy ạ. Tức là về ý nghĩa của các chất ấy, thì có thể là đọc tên, đọc công thức. Tuy nhiên khi mà nói về một chất thì người ta thường dùng cái tên chất. Thế còn mở ngoặc đơn tức là một cái chú thích thôi, cho nó chi tiết thêm. Đấy, mở ngoặc đơn là như vậy. Vâng. Thế còn nói đọc tên tôi nghĩ là đã đầy đủ rồi. Vâng. Và như vậy quyết định cuối cùng của ban cố vấn của chương trình là điểm số sẽ thuộc về Trọng Thành. Vâng, Trọng Thành, Trọng Thành. Xin chúc mừng Trọng Thành. Và đó cũng là câu cuối và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Trọng Thành rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Đường lên đỉnh Olympia là một chương trình lĩnh hội tri thức và ở đó chúng tôi cảm thấy rất an tâm và vinh dự khi được chào đón sự có mặt của các quý thầy cô trong ban cố vấn, người sẽ mang lại những câu trả lời chính xác nhất và công tâm nhất dành cho tất cả các bạn thí sinh. Và tiếp theo sẽ đến phần thi về đích của chàng trai ở vị trí số 2, Minh Chiết. Và xin mời điểm cầu tại chàng trai ở vị trí số 3, Việt Thành với 140 điểm. Và bây giờ xin mời điểm cầu tại Sóc Sơn. Alo. Vâng, đây là điểm cầu Sóc Sơn. Và những giây phút của Olympia ngày hôm nay đang rất rực cháy. Và Việt Thành thân mến, em hãy thật bình tĩnh, tự tin. Đến thời điểm này, em đã làm rất tốt. Chúng tôi rất tin tưởng em. Việt Thành ơi, đây là phần thi cuối cùng. Việt Thành ơi, đây là phần thi cuối cùng rồi. Và trước mắt em sẽ là những câu hỏi về đích. Em hãy bình tĩnh như chính cái cách mà em vốn có, vượt qua tất cả những chướng ngại và hãy về đích cách thật là xuất sắc. Và hãy lắng nghe lời cổ vũ, lời chúc của cô Diệu Thanh, hiệu trưởng của trường trung học phổ thông Sóc Sơn dành cho em. Thành ơi, thầy cô, các bạn đang ở đây, hãy bình tĩnh, tự tin, vững vàng những bước chân thần tốc với tinh thần của phụ đồng thiên vương lên đỉnh Olympia giành vòng nhiệt quế. Và chúng tôi cũng có một món quà tinh thần có được mới vực được đạo dành cho Việt Thành ngày hôm nay. Vâng, ngày xưa thì Thánh Gióng đã ăn 7 năm cơm, 3 năm cà để dẹp giặc ân. Và ngày hôm nay mâm cơm cà này chính là món quà tinh thần mà chúng tôi muốn dành cho Việt Thành. Em hãy chiến đấu thật là xuất sắc, thật là bản lĩnh. Vâng. Và bây giờ chúng ta hãy đọc ngay những khẩu hiệu để cổ vũ cho Việt Thành nào các bạn ơi. Chúng ta cùng đọc nhá. Thánh Gióng bay lên cùng ngựa sắt, Sóc Sơn rực sáng ánh bình minh. Việt Thành hãy lên đỉnh Olymp ngắm nhìn thế giới. Thánh Gióng xưa nhổ che ngà giữ yên mở cõi, Sóc Sơn này bài hút mực tiếp bước vươn cao. Việt Thành chiến tướng quyết không khoan nhượng. Việt Thành chiến tướng quyết không khoan nhượng. Việt Thành Sóc Sơn. Việt Thành Sóc Sơn. Việt Thành Sóc Sơn. Việt Thành. Và chúng tôi biết là bây giờ Việt Thành đang có rất nhiều những cảm xúc bồi hồi và xúc động. Hãy dành một chút hít hơi thật sâu để bước vào phần thi về đích của bạn. Xin mời bạn. Và bây giờ sẽ là lúc Việt Thành đưa ra đấu pháp cho mình. Xin mời bạn đưa ra những sự lựa chọn về câu hỏi.
Em xin chọn gói 322. 30, 20 và 20. Đó là lựa chọn của Việt Thành và chúc bạn thành công và may mắn với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên sẽ có giá trị 30 điểm. Tính đến nay, bên cạnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản, Việt Nam đã xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia nào? Liên Xô, à không, Liên bang Nga, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Các bạn thí sinh khác đã đặt tay sẵn vào chuông rồi ạ. Xin mời những câu trả lời khác ạ. Và đó chính là Trọng Thành. Xin mời bạn đưa ra câu trả lời ạ. Câu trả lời của em là Liên bang Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Và đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi này. Xin chúc mừng Trọng Thành. Và Việt Thành hãy thật bình tĩnh. Em hoàn toàn có quyền để thể hiện cảm xúc của mình. Và chúng ta còn 2 câu hỏi nữa. Hãy sử dụng tất cả những lý trí của người đàn ông Việt Thành mà chúng tôi ngưỡng mộ. Câu hỏi tiếp theo, Việt Thành có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng dành cho Việt Thành. Chúc bạn may mắn. Nội dung câu hỏi dành cho Việt Thành. Huyện lỵ Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và huyện lỵ Cái Nước, tỉnh Cà Mau cùng nằm ở 105 độ Kinh Đông, nhưng Quản Bạ ở 23 độ Vĩ Bắc, Cái Nước ở 9 độ Vĩ Bắc. Hỏi độ dài cung kinh tuyến nối hai huyện lỵ đó bằng bao nhiêu km? Coi trái đất là hình cầu có bán kính 6.378 km, lấy pi bằng 3,14 và kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Trọng Thành. Xin mời câu trả lời luôn ạ. Câu trả lời của em là 1.558 km. Bạn đã tính như thế nào ạ? Thì em sẽ tính chu vi của cái cung, của cái đường tròn bằng cách là 2 nhân 6.378 nhân 3,14 chia 360 độ nhân với 23 trừ 9. Đáp án ra 1557,6, làm tròn đến chữ số hàng đơn vị là 1558. Chúng tôi đã nghe rất rõ câu trả lời cũng như phần giải thích của Trọng Thành. Và chúc mừng bạn. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của Việt Thành. Và chúc Việt Thành hãy thật bình tĩnh để hoàn thành tốt câu hỏi này. Và chàng một tay thật lớn cho chàng trai của chúng ta. Hãy hoàn thành những gì cần hoàn thành. Xin mời nội dung câu hỏi dành cho Việt Thành như sau. Khi chiếc ấn nặng trĩu đã nằm trong tay, tôi phải cố gắng vận dụng hết sức bình sinh để chống đỡ, không để nó chịu xuống. Nhất là đừng để người tôi khỏi nghiêng ngả. Vì tư thế của tôi lúc ấy có phải thuộc riêng của tôi đâu, mà là tư thế của một vị đại diện chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đương làm một việc rất quan trọng trong giờ phút lịch sử. Câu hỏi, đây là hồi ức của ông Trần Huy Liệu khi đón nhận chiếc ấn vàng có tên gọi là gì của Triều Nguyễn? Đế chi bảo.
Việt Thành đã trả lời câu hỏi ở những giây cuối cùng và bạn xứng đáng được điểm. Thành ơi, em đã làm rất tốt rồi. Chúc mừng Thành đã hoàn thành xong phần thi của mình và bây giờ Thành có thể trở về vị trí nhé. Với số điểm 100 thì Xuân Mạnh sẽ là người tiếp theo đến với phần thi về đích. Thế nhưng trước đó chúng ta hãy cùng xem không khí tại điểm cầu Thanh Hóa. Xin mời! Chúng tôi sẽ cổ vũ cho bạn. Hãy tiếp lửa với màn cổ vũ đặc biệt này. Của trường Hàm Rồng chưa bao giờ thấy, đó là vũ điệu của thầy Ánh Dương hiệu trưởng nhà trường. Còn một vòng thi cuối cùng nữa rồi, thầy muốn nói gì với Xuân Mạnh lúc này ạ? Xuân Mạnh ơi, tất cả mọi người điểm cầu truyền hình Thanh Hóa đang hướng về em, thầy cô bạn bè tự tin với em, chúc em thành công. Thầy cũng đang cầm một món quà trên tay, món quà này có gì đặc biệt ạ thưa thầy? 1818 chữ ký của thầy và các bạn gửi tặng và chúc mừng em. Xuân Mạnh là một người rất yêu bóng đá và trái bóng này sẽ là món quà chào đón bạn trở về xứ Thanh. Bên cạnh tôi ở đây còn có một người rất đặc biệt với Xuân Mạnh, đó là chú Xuân Bình, là cha của Xuân Mạnh. Hãy nói một điều gì đó với con trai của mình ạ. Cô chúc con bình tĩnh, từ thiện, giành chiến thắng và con như một cầu thủ Ronaldo với ghim nhiều bàn thắng vào. Một điều cuối cùng nữa xin được nói với bạn, Xuân Mạnh thân mến, cơ hội còn đang ở phía trước và hãy nhớ rằng thông điệp đầu tiên tôi muốn nói với bạn trong chương trình ngày hôm nay, hãy nhớ lại nó. Hàng ngàn người dân xứ Thanh đã có mặt ở đây, chúng tôi muốn thấy một điều duy nhất, đó là Xuân Mạnh sẽ chiến đấu đến những giây cuối cùng. Vâng, hy vọng rằng Xuân Mạnh sẽ có thể ghi được thật nhiều bàn thắng trong phần thi về đích này và xin mời bạn tiến lên phía trước. Hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn về những câu hỏi. Trước khi mà bước vào phần thi về đích thì em muốn có một lời nhắn nhủ là nếu mà em có chăng không giành được chiến thắng thì em mong hành trình của em sẽ tiếp lửa cho các thế hệ đàn em ở phía sau em và mong muốn là một chiếc vòng nguyệt quế chung kết năm sẽ về đến Thanh Hóa, chắc chắn như thế. Em xin hết. Vâng, các bạn cổ động viên đang cổ vũ rất nhiệt tình cho Xuân Mạnh và hy vọng rằng bạn có thể bình tĩnh và tự tin và hãy nói với chúng tôi lựa chọn của bạn về những câu hỏi. Em không có gì để mất, em xin chọn 3 câu 30 điểm ạ. 3 câu 30 điểm. Chúc Xuân Mạnh thành công với sự quyết tâm này và may mắn cũng sẽ đồng hành cùng với bạn. Câu hỏi đầu tiên dành cho Xuân Mạnh với giá trị 30 điểm như sau. Câu hỏi dành cho Xuân Mạnh. Hồn ca dao dân tộc đã thấm đẫm vào con người ông. Nhiều bài thơ do ông viết gắn gần gũi đến nỗi nhiều lúc bị lầm tưởng là ca dao dân gian. Chẳng hạn trong Bút Quan Hoài, ông viết: anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương, nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đường hôm nào. Ông là ai? Câu trả lời của em là Á Nam Trần Tuấn Khải. Chú
Chúng tôi rất thích tinh thần cũng như cách bạn trả lời câu hỏi ở phần thi về đích này. Nó thể hiện được sự quyết tâm của bạn. Và chúc mừng bạn với 30 điểm. Và Xuân Mạnh hãy tiếp tục giữ vững tinh thần như vậy. Mọi người luôn ở bên cạnh em. Xuân Mạnh có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em không. Câu hỏi số 2 trong phần thi về đích dành cho Xuân Mạnh như sau. Tổng tất cả các số đối xứng có 3 chữ số là bao nhiêu? Biết rằng số đối xứng là số khi ta viết các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại, ta được số mới vẫn bằng chính nó. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Việt Thành đưa ra câu trả lời của mình. Câu trả lời của em là 9540. Cả hai bạn thí sinh đều có một vẻ mặt không tự tin lắm với câu trả lời của mình sau khi đưa ra. Và đáp án của chúng tôi phải là 49.500 ạ. Rất tiếc với câu hỏi về tính toán này thì chưa có bạn thí sinh nào giành được điểm. Xuân Mạnh sẽ còn một câu hỏi có giá trị 30 điểm nữa. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em có. Ngôi sao hy vọng dành cho Xuân Mạnh. Và hy vọng rằng Xuân Mạnh sẽ có thêm 60 điểm sau câu hỏi này. Câu hỏi của Xuân Mạnh như sau. Tháng 3 năm 2021, các nhà khoa học Việt Nam đã đạt được một bước đột phá trong việc nhân bản vô tính động vật. Đó là nhân bản vô tính thành công loài động vật nào? Câu trả lời của em là bò. Câu trả lời của bạn là gì ạ? Lợn ạ. Vâng, chúng tôi đã nghe được câu trả lời của Xuân Mạnh. Và cụ thể là vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, bốn chú heo con đã chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ này, khẳng định bước tiến vượt bậc về khoa học và công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật. Và 60 điểm xuất sắc thuộc về Xuân Mạnh. Xin chúc mừng Xuân Mạnh. Bây giờ số điểm của bạn là 190 và Xuân Mạnh sẽ trở về vị trí nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ đến với điểm cầu tại Thừa Thiên Huế. Xin mời không khí sôi động tại điểm cầu Thừa Thiên Huế. Xin chào Minh Triết. Minh Triết của chị và Minh Triết của Huế lúc này đang cảm thấy như thế nào? Em có biết không, nếu như để nói chúng ta có gì hơn tất cả mọi người, đó là đến giờ phút này chúng ta có quyền chơi tóc tay với niềm tin của mình á. Cố lên, em hãy tận hưởng cuộc chơi này cho đến những phút giây cuối cùng. Và bên cạnh chị để truyền thêm sức mạnh cho em, đó chính là người thầy hiệu trưởng thân yêu của em, thầy Nguyễn Phú Thọ, cũng đã có mặt ở đây. Xin thầy sẽ cùng gửi những lời nhắn nhủ đến Minh Triết ạ. Minh Triết ơi, em hãy quyết tâm và tiến lên, Huế luôn tự hào về em. Minh Triết, hãy lắng nghe thật kỹ câu cuối. Huế luôn tự hào về em, thế nên là hãy tin chính bản thân mình. Còn ngay lúc này thì chúng tôi cũng có một món quà nữa muốn dành tặng cho em. Xin mời! Hiện tại lĩnh vị quốc gia, truyền thống hóa đời của cha ông ta. Nay được huyên trưởng biệt đồng quốc gia, từ nguyên quê đỏ đến Olympia. Cô chuyên hình nay đã về với ta, yêu mẹ tự hào nơi có xứ Huế. Mang tên tuổi cùng đất vắng hiền, chuyên quốc học ngày càng bay xa. Quốc một tay người nhờ trên những mặt đàn thầy cô giáo những người cha mỗi lần nữa. Và từ những giá lớn lời khoe người làm cái đúng không ạ? Xin giới thiệu đó là áo quần Olivia 204 là người Nguyễn Thái Bảo, người dân gọi hay tên là Tiến Cường, các người đang chung quan tại bệnh viện của người đã mãi có đôi lời dành gửi đến bạn kinh nghiệm báo trong muôn lần lên.
quang vô cùng rực rỡ. Tất cả mọi người dân Huế, mọi người có người đến đất cổ đô này đều tự hào về em. Hãy đi từng bước thật vững chắc để từ tốt hóa hậu, để tự thành con bàn cờ trên mạnh nhất. Và chúng ta hãy luôn luôn cùng cổ vũ Minh Triết tự tin, bình tĩnh, chiến thắng. Minh Triết, Minh Triết cố lên. Hãy tận hưởng hành trình này đến những giây cuối cùng bên nhau. Và đó chính là những lời động viên rất sôi động, rất tình cảm đến từ điểm cầu Huế. Và xin mời Minh Triết bước lên vị trí về đích. Hãy giữ cho mình một tinh thần thật thoải mái và hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi như thế nào. Đầu tiên thì hôm nay em rất là ấn tượng với trường quay SM4. Và đấy cũng có lẽ là những cái khoảnh khắc cuối cùng em được đứng ở trên cái sân khấu này. Thật sự tôi cũng hơi một chút xúc động. Và em rất là vui khi mà thấy ở điểm cầu thì mọi người vẫn còn cái tinh thần nhiệt huyết như nữa. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em tới thời điểm hiện tại. Và sự có mặt của bạn không phải là cuối cùng đâu ạ, đó là sự tiếp nối. Và sự có mặt của bạn là một sự diệu kỳ và có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu thế hệ học sinh sau nữa. Xin mời bạn đưa ra sự lựa chọn. Em xin lựa chọn gói câu hỏi 90 điểm. Rất bản lĩnh. 3 câu hỏi 30 điểm, đó là lựa chọn của Minh Triết và chúc bạn thành công. Tại World Cup 2022, khi muốn ngăn cầu thủ tiến lại gần điểm đá phạt, trọng tài chính dùng bình xịt để tạo ra các vạch màu trắng, sau đó các vạch này tự biến mất. Chất hữu cơ nào đóng vai trò chủ yếu trong việc tạo ra các vạch màu trắng? Xin mời Triết nhắc lại câu trả lời ạ. Bhutan. Và đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng Minh Triết. Ở câu hỏi có giá trị 30 điểm tiếp theo, Minh Triết có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng không? Dạ không. Câu hỏi của bạn như sau, chúc Minh Triết bình tĩnh. Câu hỏi dành cho Minh Triết có giá trị 30 điểm. Trong bài thơ Kính gửi cụ Nguyễn Du, nhà thơ Tố Hữu viết: biết ai hậu thế khóc cùng Tố Như, mai sau dù có bao giờ. Câu thơ thuở trước đâu ngờ hôm nay. Câu thơ thuở trước mà tác giả nói đến là hai câu thơ nào và trong bài thơ nào của tác giả Nguyễn Du? Xin mời câu trả lời của các bạn thí sinh còn lại. Xuân Mạnh. Hai câu thơ đó là chẳng biết 300 năm lẻ nữa người đời ai khóc Tố Như chăng, và câu thơ này nằm trong bài thơ Độc Điểu Thanh Ký. Hai câu thơ mà chúng tôi đang muốn nhắc tới ở đây là Bất Chi Tam Bách Dư Niên Hậu, Thiên Hạ Hà Nhân Khấp Tố Như. Mà nếu như Xuân Mạnh trả lời đúng ở câu hỏi này thì bạn sẽ vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 220 và khiến cuộc chơi của chúng ta trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Hai câu thơ tôi vừa đọc, nếu dịch ra sẽ là hai câu thơ chẳng biết 300 năm lẻ nữa người đời ai khóc Tố Như chăng. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một vế của câu hỏi vừa rồi. Hai câu thơ này
được trích trong một tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du, và đó là Độc Tiểu Thanh Ký. Chúc mừng Xuân Mạnh đã vươn lên bắt đầu với 220 điểm. Một cuộc thi cực kỳ gay cấn. Xuân Mạnh hiện tại đang có 220 điểm. Và xin mời Trọng Thành hãy có ý kiến ạ. Em thưa anh là trong câu hỏi có nói đến việc là nhắc đến hai câu thơ nào trong bài thơ nào của Nguyễn Du, thì em nghĩ đáp án nên chấm bản phiên âm từ bài thơ đấy, không nên chấm các câu dịch, vì bài thơ này có rất nhiều dị bản dịch và mỗi một dị bản dịch có cách dịch khác nhau, nên là chúng ta chỉ nên chấp nhận hai câu thơ chính được phiên âm chính xác từ trong bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Vâng, trước khi soạn ra những câu hỏi này thì chúng tôi cũng có rất nhiều những thắc mắc giống như Trọng Thành. Tuy nhiên cuối cùng đáp án ở đây, xin mời ban cố vấn của chương trình hãy giải thích thêm cho Trọng Thành ạ. Bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký, đọc tập thơ Tiểu Thanh, Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du là một cái bài rất nổi tiếng, và bài này nhiều năm nay nó có mặt ở trong chương trình. Phương án mà ban cố vấn đã đưa ra và đã duyệt, đấy là thí sinh có thể trả lời một trong hai cách, đấy là đọc nguyên văn cái bản phiên âm, hoặc là đọc trọn vẹn được cái bản dịch thơ, hoặc là bản dịch nghĩa chuẩn xác của cái câu thơ này. Đáp án được chấp nhận. Đáp án thì em cũng có ý kiến này, tức là bởi vì là tác phẩm trong chương trình nên là sách giáo khoa ghi những nào mình học thì đấy thì vâng. Không, nhưng vừa rồi chúng tôi đã ghi nhận tất cả ý kiến của các bạn và ban cố vấn của chương trình đã đưa ra ý kiến cuối cùng cho câu vừa rồi rồi. Và chúc mừng Xuân Mạnh đang vươn lên dẫn đầu với số điểm 220. Và chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi trong vòng chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Và nhân vật chính, người quan trọng nhất sẽ trả lời câu hỏi này, đó chính là Minh Chiết. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Minh Chiết ạ. Câu hỏi cho Minh Chiết như sau. Cố gắng lên em nhá. Chúc Minh Chiết thành công với câu hỏi này. Cho bốn số nguyên dương phân biệt, sao cho tổng của mỗi hai số chia hết cho hai và tổng của mỗi ba số chia hết cho ba. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng bốn số này. Hiện tại thì các bạn, em thấy các bạn Mạnh và bạn Thanh đều rất là xứng đáng có chức vô địch, và để công bằng nhất thì em sẽ nhường câu hỏi này để hai bạn có thể tranh tài. Đây là một điều mà có vẻ như là chưa có tiền lệ tại các cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia chung kết. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Trọng Thành. Câu trả lời của em là 10. Câu trả lời của Trọng Thành là 10. Đây là câu hỏi cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, và chúng tôi cũng không thể ngờ được kết cục lại đưa đến những khoảnh khắc kịch tính như thế này. Một câu hỏi có giá trị 20 điểm mà Minh Chiết đã nhường cho hai người bạn của mình tranh tài. Và chúng tôi xin công bố nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chính là Lê Xuân Mai. Đáp án câu hỏi vừa rồi là 40. Cảm ơn sự thi đấu hết sức mình của Trọng Thành, của Minh Chiết, của Việt Thành. Và xin chúc mừng Xuân Mạnh và điểm cầu của Trung học phổ thông Hàm Rồng Thanh Hóa. Và đây là năm đầu tiên địa phương Thanh Hóa vô địch Olympia. Vâng, và bây giờ chúng tôi rất muốn xem không khí tại điểm cầu ở Thanh Hóa, trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, không khí đang sôi động như thế nào ạ?
Chung kết quá gay cấn, nghẹt thở tới những giây phút cuối cùng. Và bây giờ hãy cùng nhau tổng kết số điểm của 4 bạn thí sinh. Và chúng ta sẽ đến với phần trao giải cho trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 này. Đầu tiên đó chính là hai giải ba dành cho các bạn thí sinh Minh Chiết và Việt Thành. Xin mời các bạn hãy tiến lên bục nhận giải. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và bà Bronwyn Allen, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Quản lý Sinh viên Đại học Kỹ thuật Swinburne Australia sẽ lên trao phần thưởng cho hai thí sinh đồng giải ba. Mỗi thí sinh nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Và Việt Thành. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đỗ Đức Quế và bà Bronte Nayland. Thank you. Và bây giờ xin mời bước lên bục vinh quang thí sinh đạt giải nhì trong cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23, một đại diện xuất sắc đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng, bạn Nguyễn Trọng Thành. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ lên trao giải cho thí sinh đạt giải nhì trong cuộc thi. Thí sinh đạt giải nhì trong cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Xin chúc mừng Trọng Thành đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng. Cảm ơn đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta cùng chờ đợi, trao vòng nguyệt quế vinh quang trận thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 cho người xuất sắc nhất. Và cho phép tôi được nói câu này: Ban MU lại vô địch Olympia rồi. Xin mời Xuân Mạnh tiến lên phía trước. Trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho Xuân Mạnh.
giải nhất trong chương trình ngày hôm nay trị giá 50.000 đô la Mỹ, giải thưởng có giá trị cao nhất từ trước đến nay trong suốt 23 năm của đường lên đỉnh Olympia. Và xin cảm ơn sự đồng hành của Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Đỗ Thanh Hải và ông Trần Bá Dương. Vâng, như vậy là chúng ta đang được chứng kiến chàng trai với chiếc vòng nguyệt quế của trận chung kết năm nay, Lê Xuân Mạnh, với một chiếc vòng nguyệt quế rất đẹp. Và như vậy là hành trình của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 đã khép lại. Và những bản lĩnh, trí tuệ cùng nỗ lực phi thường của các bạn đã được đền đáp xứng đáng trong trận chung kết ngày hôm nay. Và xin được một lần nữa chúc mừng cả 4 thí sinh vì đã có một kỷ niệm thật đẹp với Olympia. Và hy vọng các bạn thí sinh hãy nhớ rằng hành trình chinh phục kiến thức không bao giờ ngừng lại. Thế giới liên tục đổi thay và chúng ta hãy liên tục trau dồi tri thức, học tập, phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình và có những đóng góp cống hiến cho cộng đồng, xã hội và đất nước. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau tại cuộc thi tuần đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Xin mời! Một sự bắt đầu mới, một sự khởi đầu mới, bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Đặng Võ Minh Thư, Miss Grand Hậu Giang. Khao khát tậu châu, lập nghiệp, cưới vợ, làm nhà và cống hiến cho xã hội. Nghe đều hợp lý cả. Nghe đều rất là có vẻ hợp lý ạ. Có một sự thay đổi lớn của năm nay. Thay đổi về cơ cấu điểm. Và chỉ thế thôi ạ. Căng lắm. Có bạn thì dùng máy tính, có bạn thì chỉ tính nhầm. Bạn đã lắc đầu rồi, không ai tìm ra được quy luật của câu hỏi này. Cứ bình tĩnh, thoải mái thôi. Thế này chúng tôi gọi là như cá gặp nước thế ạ. Hãy cùng chờ xem.